Muốn nâng cấp chiếc laptop gaming của anh em mà không muốn mở ra thì chỉ có thể mua được chính là WD Black phiên bản D50. Em này sử dụng công nghệ Thunderbolt 3 và chúng ta còn có tốc độ đọc lên tới là 3000 MB trên giây. Trong hộp ta sẽ có một chiếc ổ cứng, một cục nguồn 180W, 4 chuẩn dây nguồn và một dây Type-C anh em nhá, hai đầu Type-C luôn. Em này thì thực ra không nên gọi là ổ cứng gaming mà là đốc gaming em ạ. Sẽ có hai phiên bản 1T và 2T. Bên này chúng ta sẽ có một đầu USB-C, một đầu USB-A. Đây đều là USB 10 Gb trên dây. Đồng thời chúng ta sẽ còn có một đầu audio nữa. Đằng sau đây chúng ta sẽ có đó chính là một cổng nguồn, một cổng LAN, hai cổng USB 10 Gb trên dây, hai cổng Thunderbolt 3 lên tới tốc độ sạc là 87W tới PC. Bên cạnh đó sẽ còn có một cổng DisplayPort và một cổng USB-C nữa 10 Gb trên dây. Em này thì thiết kế full kim loại, sờ rất là cứng và cực kỳ là chắc chắn. Một cái thiết kế rất là gamer và thực sự đong đầy cái chất của WD Black. Nếu mà anh em cắm vào cổng nguồn ấy, chúng ta sẽ có một giải led RGB ở dưới này và thêm cả một giải màu trắng ở đây nữa để giúp anh em biết rằng ok, chiếc ổ cứng ra đang hoạt động. Em này tốc độ cực kỳ là cao luôn, nhưng mà yêu cầu cần phải sử dụng đó chính là Thunderbolt 3. Tốc độ đọc là 3025 MB trên giây, còn ghi là 2567 MB trên giây. Anh em một ngày vào luôn nhé.